Kỳ Duyên rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. 24 giờ qua có những tin tức nào nổi bật? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết. Tin tích cực: 4.247 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, tổng số ca được điều trị khỏi 96.985 ca. Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội vượt ngưỡng 2.000 ca. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh bức xúc vì không nhận được tiền hỗ trợ. Có thể phát hiện sự lây lan của COVID-19 thông qua phân tích nước thải. Chủ tịch nước biểu dương nhân dân Hà Nội hy sinh quyền lợi riêng để chống dịch COVID-19. Tin tích cực: 4.247 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, tổng số ca được điều trị khỏi 96.985 ca. Quý vị thân mến, 4.247 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, tổng số ca được điều trị khỏi 96.985 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 579 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 18 ca. Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 349 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 285, Bình Dương 32, Long An 10, Tiền Giang 5, Đà Nẵng 3, Đồng Nai 3, Cần Thơ 2, Hà Nội 1, Bến Tre 1, Bình Thuận 1, Hậu Giang 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1, Trà Vinh 1, Vĩnh Long 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính từ 14 tháng 8 là 5.437 ca, xếp thứ 69 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân, Việt Nam xếp thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân 1 triệu dân có 55 người tử vong do COVID-19. Trong 24 giờ qua, đã thực hiện 150.579 xét nghiệm cho 569.731 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 7.993.443 mẫu cho 22.570.078 lượt người. Trong ngày có 727.902 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 13.777.920 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 12.500.947 liều, tiêm mũi 2 là 1.271.973 liều. Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội vượt ngưỡng 2.000 ca. Quý vị thân mến, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 6 giờ qua, thủ đô ghi nhận 24 ca mắc mới, trong đó 11 ca tại cộng đồng. Như vậy, trong 18 giờ qua, Hà Nội phát hiện 43 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Trong 24 ca nhiễm mới, có 2 ca phát hiện qua sàng lọc, ho, sốt và 22 ca thuộc chùm ho, sốt thứ phát. Trong 2 ca phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt có bà NTT, 65 tuổi, ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Bà T làm giúp việc tại tổ 7 thị trấn Đông Anh. Bà ho, sốt. 2 ngày sau, bà đến khai báo tại trạm y tế được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Trường hợp thứ hai là anh TKH, 24 tuổi, ở Quốc Tử Giám, Đống Đa. Ngày 11 tháng 8, anh H được lấy mẫu xét nghiệm theo diện khu vực nguy cơ, kết quả dương tính. Trong 22 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát, có nhiều ca trong vùng phong tỏa hoặc trường hợp F1, người cách ly từ trước. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 2.068 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.158 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly 910 ca. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh bức xúc vì không nhận được tiền hỗ trợ. Quý vị thân mến, đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc gói hỗ trợ 886 tỷ đồng đợt 1 và đang tiếp tục chi trả gói hỗ trợ đợt 2 với 900 tỷ đồng. Song vẫn còn khá nhiều ý kiến băn khoăn về các gói hỗ trợ này. Trên các diễn đàn, cư dân các quận huyện đều có những bài đăng, trong đó khá nhiều người để lại bình luận chờ mãi không thấy hay lên TV mà nhận. Mong chờ rồi hụt hẫng, rồi lại mong chờ. Đó là tâm trạng của không ít người lao động tự do và lao động nghèo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi chờ tiền hỗ trợ. Có đâu mà lãnh, nghe nói trên TV, Facebook gì không à,
Đợt 1, cả xóm lao động nhà mình chưa thấy ai được nhận thì trên báo đài đã thông báo chi trả hết. Đợt 2 chắc cũng vậy. Tổ trưởng chỉ ghi danh sách cho mấy nhà thân quen thôi, có đâu tới lượt mình. Hay chờ mãi chẳng thấy, đợt 2 cũng không dám mong chờ nữa. Đó là những bình luận xuất hiện ở hầu khắp các diễn đàn cư dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức dưới mỗi bài thảo luận về gói hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh dành cho người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong các bình luận này, có nhiều người nêu bức xúc về việc tổ trưởng tổ dân phố nơi họ đang sinh sống đã làm việc không công tâm, không đi rà soát, bổ sung hay thậm chí không thông báo cho cư dân biết để đăng ký. Chị Mỹ Hảo, một người buôn bán tự do tại phường 9, quận 8 cho biết, ngoài nỗi buồn vì không nhận được tiền hỗ trợ thì điều khiến chị bức xúc hơn là đã không nhận được bất cứ sự giải thích rõ ràng nào để hiểu vì sao trường hợp của mình lại không được xét duyệt. Những người lao động tự do ở khu vực của tôi đa phần là người nhập cư, có đăng ký tạm trú tạm vắng nhưng không thấy ai được nhận. Tổ trưởng tổ dân phố kêu ai người đó mới được làm giấy tờ để nhận. Tôi có gọi lên ủy ban phường, phường nói là tổ trưởng tổ dân phố sẽ giải quyết chuyện này. Làm hồ sơ giấy tờ nộp cho tổ trưởng rồi, nhưng tới hôm nay cũng không thấy phản hồi gì, hỏi tổ trưởng làm ngơ. Có thể phát hiện sự lây lan của Covid-19 thông qua phân tích nước thải. Quý vị thân mến, một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đức thực hiện cho thấy có thể xác định sớm các dấu hiệu về sự lây lan của dịch Covid-19 thông qua phân tích nước thải. Đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp và được dự kiến còn kéo dài. Do vậy, các phương pháp phát hiện sớm sự bùng phát của đại dịch là cần thiết để từ đó có những biện pháp hợp lý nhằm ngăn chặn sự lây lan. Mới đây, một nhóm nghiên cứu của Viện Nhiệt đới tại Bệnh viện Đại học LMU Munich, Đức đã công bố kết quả một công trình nghiên cứu. Trong đó, với việc phân tích nước thải, các nhà khoa học có thể xác định diễn biến của dịch Covid-19 và sự lây lan của các biến thể virus mới ở giai đoạn đầu. Công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science of the Total Environment. Đây là nghiên cứu đầu tiên và dài nhất trên thế giới cho đến nay về giám sát nước thải đối với sự lây lan của SARS-CoV-2. Nghiên cứu kéo dài một năm ở thành phố Munich, Đức đã chỉ ra rằng sự lây lan của SARS-CoV-2 được phát hiện trong nước thải, phù hợp với dữ liệu chính thức về tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày ở các khu vực dân cư tương ứng. Ngoài ra, việc phân tích nước thải cũng giúp phát hiện các dấu hiệu lây lan của virus sớm hơn 3 tuần so với số liệu được báo cáo từ giới chức dựa trên xét nghiệm thông qua đường hô hấp của người dân. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thu thập các mẫu nước thải hàng tuần tại 6 địa điểm trong khu vực đô thị thành phố Munich trong hơn một năm kể từ đầu tháng 4 năm 2020. Các mẫu được kiểm tra trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng RT-PCR và giải trình tự bộ gen để xem xét sự lây lan của SARS-CoV-2 ở thành phố Munich theo thời gian và không gian. Bằng cách giải mã bộ gen dựa trên trình tự của RNA từ virus phân lập được, các nhà nghiên cứu cũng có thể biết được liệu các mẫu nước thải có chứa các biến thể virus mới hay không. Nhìn chung, nghiên cứu khẳng định tiềm năng của việc giám sát nước thải như một hệ thống cảnh báo sớm cho đại dịch SARS-CoV-2. Do đó, cách thức này thậm chí được Ủy ban Liên minh châu Âu khuyến nghị có thể áp dụng để giám sát diễn biến của đại dịch tại nhiều nước. Chủ tịch nước biểu dương nhân dân Hà Nội hy sinh quyền lợi riêng để chống dịch Covid-19. Quý vị thân mến, tôi biểu dương bà con đã hy sinh quyền lợi riêng để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch. Lòng dân ủng hộ chúng ta thành công, dân không ủng hộ chúng ta không thành công, Chủ tịch nước nói. Tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi thăm và động viên cán bộ y bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại một số cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân F0, chốt kiểm dịch, mô hình cung ứng hàng hóa cho người dân. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo một số bộ, ngành và thành phố Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm khu thu dung điều trị bệnh nhân F0 của thành phố Hà Nội, trưng dụng từ khu nhà ở sinh viên Pháp Vân, Tứ Hiệp thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Báo cáo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bác sĩ Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, bệnh viện được thành phố giao nhiệm vụ phối hợp cùng Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô vận hành khu điều trị này và đến nay đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở trang thiết bị để có thể đón tiếp bệnh nhân ngay. Bệnh viện huy động toàn bộ 250 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 70 bác sĩ thực hiện nhiệm vụ.
Lực lượng của sư đoàn 301 chịu trách nhiệm toàn bộ khâu hậu cần như vệ sinh, dinh dưỡng, nhu yếu phẩm và bảo vệ an ninh trật tự cho toàn khu. Dù chưa có bệnh nhân, nhưng các phương án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chia làm 3 vùng xanh, đỏ, vàng và đều có các yêu cầu nghiêm ngặt. Rác thải cũng được thu gom theo lối riêng để tránh lây nhiễm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã động viên, thăm hỏi và giao nhiệm vụ cho các y bác sĩ, nhân viên y tế và lực lượng quân đội tại khu vực. Lực lượng y tế, quân đội, công an không được để lây nhiễm COVID-19 và cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, gương mẫu. Còn trang thiết bị cần thì báo cáo thành phố, quân dân và lực lượng y tế phải kết hợp và nêu cao ý chí. Chưa có bệnh nhân thì chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng, có bệnh nhân thì phải làm ngày đêm, lo cho bệnh nhân để không ai đuối sức hay tử vong. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm mô hình cung ứng hàng hóa cho người dân vùng xanh thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Nơi đây hình thành một tổ đi chợ giúp bà con cung ứng hàng hóa cho người dân theo nhu cầu để người dân không phải ra ngoài, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, nhu cầu hàng hóa của các hộ gia đình sẽ được đi chợ hộ và gắn tên từng hộ trong túi đựng hàng hóa để đưa đến từng hộ dân. Các ca trực liên tục từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa để phục vụ người dân. Chủ tịch nước cho rằng đây chính là hình thức tốt để hạn chế người dân ra đường, có thể nhân rộng. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi hộ gia đình là một pháo đài để chống dịch bệnh. Tiếp đó, Chủ tịch nước đã thăm hỏi, trò chuyện với đại diện bà con phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, nơi đang thực hiện việc giãn cách xã hội theo yêu cầu của thành phố Hà Nội, tăng cường vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ. Dù chưa có ca F0, F1, nhưng vẫn phải hạn chế thấp nhất người đi lại như yêu cầu giãn cách của chỉ thị 16. Nhà cách nhà, người cách người, bà con khó khăn nhưng vì trách nhiệm với đất nước, cộng đồng thì cần thực hiện nghiêm túc. Tôi biểu dương bà con đã hy sinh quyền lợi riêng để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch. Lòng dân ủng hộ chúng ta thành công, dân không ủng hộ chúng ta không thành công, Chủ tịch nước nói. Cũng tại phường Bạch Đằng, Chủ tịch nước đã thăm, động viên điểm tiêm vaccine COVID-19. Nơi đây đang thực hiện tiêm cho người dân theo giờ để đảm bảo giãn cách và an toàn. Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải tìm hiểu rõ bệnh nền của người tiêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phải huy động lực lượng y tế tiêm cho người dân theo đúng quy trình, đảm bảo mọi người dân đều được tiêm chủng. Thành phố cần huy động nguồn vaccine và bình đẳng trong tiếp cận vaccine, ưu tiên cho một số đối tượng, quan tâm đến người già, bệnh nền và các đối tượng khó khăn. Tiêm là phương thức tốt nhất để phòng dịch và chúng ta đang phấn đấu tất cả người dân đều được tiêm vaccine, nhất là đối với đô thị lớn thủ đô Hà Nội. Sau khi thăm, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch, động viên nhân dân thủ đô tại một số quận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ, ngành làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch.